Có phải là tôi không ngủ đủ giấc không ta? Quần què tôi vẫn ngủ bình thường mà thế đích nào hôm nay? Chắc là hôm nay đội cái nón gấu trúc nó ngủ nhiều cơ ông ạ. Quần què đâm ra hôm nay mình ngáp ngủ nhiều. Cái gì đây? Làm sao để cưa đổ đứa không yêu mình chú ơi? Wow. Một câu hỏi phải nói là hết sức là khó trả lời. Thôi, với tâm sự của một người đàn ông thì chú chia sẻ với con như thế này này nhá. Làm sao để cưa đổ đứa không yêu mình nhá, chú bảo nghe này. Riêng mà con gái ấy, nó đã không yêu rồi đấy, thôi dẹp đi con ạ. Tuổi xuân này sống được đáng bao nhiêu đâu, chú nói thật luôn con ạ. Dành thời gian bây giờ nhá, nó đã không yêu rồi. Cuộc sống nó rõ ràng không yêu cháu rồi đúng không? Thì cháu cũng cố gắng như nào đi nữa cũng không được nhá, chú bảo rồi. Thôi, dành thời gian, tán con khác, yêu con khác, cuộc sống very happy ending. Đấy, chú bảo rồi, dành thời gian mà tán con khác đi. Úi dồi ôi, gái đầy ngoài đường đấy các con ạ, đấy. Các con biết là chị gái, mấy chị gái em gái đứng vẫy ngoài đường tối đầy không? Bảo, anh ơi đấy. Úi dồi ôi, những cô gái không bao giờ xua đuổi các bạn. Cháu bảo con cà rớt như này nhá, chú nói cho nghe này, cháu bảo về này nhá. Thôi bây giờ ý là bạn không thích mình chứ gì? Mình đi crush đứa khác, baby Andrew luôn. Giới thiệu với anh em, thì ở đây nó là cái thẻ vô cực mùa mới, sàn đấu tử thần. Trông có vẻ hai bộ trang phục ngầu vãi nồi. Ui, thợ săn sắc sống này. Ui, thợ săn sắc sống nam và nữ anh em ạ. Ok. Thì khi mà anh em đặt trước thì anh em sẽ nhặt được một cái bom keo tử thần. Wow. Má mày mời quần què. Thì anh em sẽ nhặt được cái bom keo tử thần nó ngầu vãi cả trường. Được rồi, anh em nhấn vào cái này. À, các bạn mua là mất 699 kim cương, hiện tại đang giảm giá. Ui, thế là nếu mà không giảm giá là 1200 cả, đắt vãi nồi. Mua trước. Mua này. Chúc mừng. Ui. Liệu thợ săn sắc sống. À ui, cái liệu này trông ngầu vãi nồi luôn. Tôi thấy anh em xài rồi. A few moments later. Nope. Và đây, ngày hôm nay không nói nhiều. Mình có 2800 kim cơ này. Xem thẻ vô cực mùa mới. Ui dồi, như là thẻ vô cực mùa này nó mang phong cách bóng chày sao. Trông ngầu vãi trưởng nhờ. Ui, trông có vẻ chất lượng đấy. Ui dồi, trời lóa quá anh em ạ. Ok anh em, và đơn giản là ngày hôm nay là mình chỉ muốn khoe mình Ziki thôi. 2800 kim cơ này, công thấy chưa? Mở. Rồi, áo khoác máu nữa. Chia sẻ cái quần què. Tiếp tục mở anh em ơi. Mới đặt trước 2 hôm, thế nên là ngày hôm nay thì nó cho mình sẵn 50 cái huy hiệu, anh em tha hồ mà mở nhá. Đây, UMP thợ săn sắc sống này. Review qua cho anh em thì có dù mưa máu này. Ui, nói chung là mình chưa thấy có cái món gì nó chất lượng ở đây cả. Toàn dăm ba cái món xàm xàm. Được rồi, ok. Tiếp tục kéo nào anh em. 50 cái huy hiệu đầu tiên thì đây. Ok, có lẽ là cả cái thẻ vô cực thì anh em cũng chỉ mong chờ hai bộ đồ nam và nữ thôi. Hầu như là thẻ vô cực mùa nào nó cũng vậy à. Được rồi, ok. Đang có 2873 kim cương. Và nếu như mà anh em mua mắc thì nó sẽ là bao nhiêu đây? 225 cái huy hiệu à? Wow. Được thôi. Được rồi, ok, nhận thêm này. Bố mày lại phải sợ chúng mày cơ. Hôm nay khô máu, chú cả khô máu nha các cháu. Bây giờ để xem nào, chú mở hết 2800 kim cương luôn cho nó sợ này. Ok, mở full, hình như là đủ tiền. Ui. Vãi nồi vừa đủ luôn. Mở hết 2800 kim cương luôn, khỏi phải cày. Được rồi, chả mấy khi chú kẹo chú dích. Đây rồi, tha hồ nhận thưởng nha câu nhá. Bây giờ nhá, từ từ đấy. Thức ăn cho trận thủ này.
toán dăm ba cái đồ xàm xàm thôi mở. Mở nhanh nhanh, mở phớ phớ nó lên cho nó xong nào. Xem có món nào nó ok không nào. À đây, ui M249 thợ săn sắc sống, ui trông nó ngầu vãi nồi. Tí mở xem chi tiết cho anh em. Anh em nhớ chưa, kiểu gì tí tôi cũng mở cho anh em xem. Rồi nha. Bây giờ, cái ba lô à. Chúc mừng, ui. Chúng ta có một cái ba lô thợ săn sắc sống. Ui, trông quả đầu của nó giống y hệt quả đầu của Iron Man các kiểu. Thêm mấy họa tiết kiểu như là đến từ địa ngục các kiểu á. Ui, ngầu vãi nồi. Được rồi, để mình coi xem là còn cái gì nữa không nào. Chắc là lên quanh cũng chỉ còn cái bộ nam. Mà nếu thì hên thì có cả cái dù lượn ván lướt. Ok, nói chung là cứ xem sương sương thôi công ạ. À đây, ui chúc mừng nè. Ui dồi ôi, ván thợ săn sắc sống này. Ui ui, cho nó kiểu cảm giác như là ánh sáng chói lóa. Ui, mù mắt rồi. Được, công nhận được, ngon. Cái này thì ngon rồi. Xem còn cái món nào mà nó ngon ngon nữa không ta anh em. Chủ yếu là ngày hôm nay khoe độ dích kích là chính thôi công ạ. À đây, chúng ta có gì nào. Ui, một cái hòm thợ săn sắc sống à. Ui, trông kiểu như là ui, lửa các kiểu. Ngầu, bao ngầu luôn. Không ngầu, không lấy tiền công ạ. Cho nó lại ngầu vách cờ ly này. Đằng sau nó có hai cây gậy bóng chày. Ok, săn đấu tử thần à. À, như vậy là theo cái tên này thì thẻ vô cực mùa này nó là thẻ vô cực bóng gì nhỉ? Bóng bầu dục anh em, không phải bóng chày đâu. Hơi nhầm tí. Có một cái ván hockey này, đây. Hockey là cái bóng bầu dục công ạ. Ui, cái này ván còn ván lửa nữa. Vãi nồi. Ui, nó lại ngon vãi công ạ. Được rồi, mùa này có hai cái ván lướt công nhận là cực kỳ chất chơi người rơi. Anh em mà không mua thẻ vô cực là công nhận là hơi bị phí đấy nha. Chúng ta có gì nào. À, nó tặng cho anh em một đá chết tác. Thật ra thì một đá chết tác nó chẳng có cái gì đâu. Nhưng mà thôi kệ đi, khuyến mãi là ngon rồi. Và đây, đang 190 huy hiệu rồi này anh em. Để xem cho mở nốt coi nào. À, chúng ta có ba lô máu này. Ngon. Được rồi, ở đây là có thức ăn cho trợ thủ này. Tèn tèn, dăm ba cái đồ xàm xàm. Thôi kệ đi, mở phớ phớ nó lên cho nó lẹ. À đây, ui dồi ôi. Đây rồi, bộ cuối cùng đây rồi anh em ơi. Nó ngầu vãi cả nồi ra luôn, tôi thề với anh em luôn. Giống như kiểu là nó là cái phong cách quần què gì đấy, mình cũng chả biết nữa. Nhưng mà nói chung là ok, đẹp trai khoai to không ạ. Áo khoác máu nam. Rồi, đẹp thế này anh em còn chê gì nữa. Ok, mà mỗi tội là hơi tốn kim cương. Đấy là anh em mua full thẻ cực mùa này là đã có 50 cái huy hiệu sẵn. Mà anh em vẫn sẽ tốn là 2.800 kim cương, ôi vãi nồi. Thì đây, bây giờ vào cái mục tủ đồ tôi sẽ mở cho anh em xem hai cái bộ trang phục mới nhất luôn. Đang nhân vật nam này đâu rồi? Đâu rồi ta? À đây, đúng rồi, đây này. Mặt nạ thợ săn sắc sống nam này. Đấy, nguyên cả set luôn, ngầu vãi nồi ra. Mà thế đếch nào. Ui dồi, cho nó giống kiểu như là Deadpool hay Deadpool cái quần què gì đấy. Có một cái bộ phim quần què gì mình chả nhớ tên nữa. Được rồi, để tôi sẽ show note cho anh em cái bộ nữ này. Đây, thợ săn sắc sống nữ đây. Ui, nó ngầu chả kém gì luôn. Ui, quả tóc, tôi nhìn thấy quả tóc tôi yêu vờ lờ luôn. Quả tóc màu hồng hồng tím tím anh em ạ. Kiểu này là mấy cái bạn nữ sẽ rất là thích. Hoặc như kiểu là mấy con bóng lông xuyên. Tao cứ chổi phù thủy tao nhét vô đồ chết mỹ mẹ của đây nghe chưa. Đây, vũ khí đây. Nãy có một vài skin, bây giờ xem mở cho anh em này. Ui, sáng dậy tranh thủ làm video cho anh em ngáp ngủ. Vơ cờ lờ. À đây rồi, UMP thợ săn sắc sống đây. Hôm qua rõ ràng là mình ngủ cũng sớm mà. 2 giờ mình ngủ, quần que giờ này còn ngáp ngủ. Và nó có họa tiết đầu lâu anh em ạ. Ở bên dưới là hình như là còn khẩu M249 nữa. Để tôi mở coi nào. Đây rồi, ui. Cái này trông ngầu vãi nồi anh em ạ. Nó ngon vãi trưởng ra, ok. Được, chất lượng công ạ. Mỗi tội là skin trong thẻ vô cực thì nó chỉ đẹp thôi anh em ơi.
Và đây thì nó là cái ba lô mới nha anh em ơi. Ba cấp này, level 1 này, level 2 này, level 3 này. Đấy, level 3 cực kỳ to, cực kỳ đẹp. Chả có gì để phải chê về cái ba lô này cả. Ngoài ra nó còn tặng kèm cho anh em một cái ba lô khuyến mãi nữa, mặc dù nó như cái quần què nhưng mà thôi cũng được. Đây, ba lô máu đây. Mình nghĩ là anh em xài cái ba lô kia thôi, xài ba lô này chi vậy. Thực ra thì đồ khuyến mãi toàn đồ Sida thôi anh em ạ, có khuyến mãi là ngon rồi. Đây công ạ, vào trong game chắc ba lô nó nhỏ tí à. Thế như là còn cả cái hòm xác nữa hay sao nhỉ? À đây, hòm xác thợ săn xác sống đây, sâu nốt cho anh em. Đây, chúng ta còn hai mục nữa, dù này. Dù thẻ vô cực mùa này có mỗi một cái, nó không tặng hai cái như mọi hôm anh em ạ. À đâu, như mọi mùa trước. Chúng ta có một cái dù mưa máu, ok, rất to, rất đẹp, có cái họa tiết thì ngầu. Ván lướt thì mình khá là ấn tượng đối với thẻ vô cực mùa này, có hai cái ván lướt cực kỳ chất. Một cái nó như kiểu là luồng sáng này, một cái thì nó lại là như kiểu là ván lửa bốc lên, ui cháy, cảm giác ngầu vờ lờ. Cảm giác dùng cái ván này tự nhiên tăng độ đẹp trai.